Máy ép chậm của Vinh nhá. Này dùng điện 100V ạ. Đây là xay. Bây giờ cái nút này là có hai mức nhá, hai chế độ ấy. Cái bật lên thì là xay bình thường, bật xuống dưới cũng là xay, nhưng mà là xay kiểu dạng đảo, đảo ngược để mình có thể đảo đồ ấy. Thì là nhấn nhả, cái dưới đây là nhấn nhả nhé. Còn đây là cốc, cốc hương nước, cốc hương bạ nhé. Hướng dẫn bỏ vào nhé. Cái này mình bỏ, mình xoay một chút cho nó chặt. Cái này khi mình bỏ vào là cái có cái răng cưa ở trong nhé. Mình lựa cái thế để nó vào nó xuống đấy. Xong rồi cái này bỏ xuống, mình ấn vừa xoay nhé. Ấn đè khi nào cho nó xuống hẳn ấy. Và cái này cái nút màu đỏ này này, để với màu đỏ này, đấy là cái này là chưa xuống rồi nè, đấy phải xuống thì nó bỏ vào nó mới khớp được. Đấy, mình kéo vào, cái khóa nó ở đằng sau này, có cái khóa này, mình nhìn là mình biết đấy. À.